Vai matar me cai. Rồi quên mất. Hello mọi người. Hello mọi người nha, mọi người đợi mình xíu, mình ghi cái link cho mọi người. Lâu quá rồi không like luôn rồi ý. Hello mọi người nha, mọi người ơi, mọi người đợi mình xíu nha, để mình ghim cái con cái link tải game lên cho mọi người, để mọi người tí mọi người tải á. Tóc mình ngu nhỉ. Hello mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người comment với cả chia sẻ giúp mình nhé. Hôm nay mình lên code D trực tiếp ở trên live mình luôn nhé. Hello. Mày bị điên à, mày bị điên rồi thằng kia. Hello Ngọc Phi, hello Hoàng Phương, hello mọi người. Sao nhìn ngoài nhìn kiểu gì á. Mọi người ơi, đợi mình xíu nha, bây giờ mình gom ghim cái link tải game lên, mọi người ấn vào đấy để mọi người tải nhá. Hôm nay mình live game Win 79 nha mọi người. Hello Thanh Phong, hello mọi người. Để view với lại à. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ với lại là mọi người chia sẻ với comment để mình để tí mình gửi code lên cho mọi người nhá. Cái link game để tải mình ghi ở dưới này nhá. Hôm nay chị đang ở Hà Nội nhá. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người tải game link mình khi ghi ở dưới này cho mọi người để mọi người tải nhá. Hello mọi người, hello hello Liên Phương, hello Tiền Bé, hello mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người thấy link game cái của mình chưa? Xin người đấy, không ai mà có khen ở trên like cả. Hello mọi người. Mình thấy link trên like xấu gì á. Game uy tín nhá. Mọi người ơi, đây nha, mình sẽ cho mọi người xem giao diện của game hôm nay mình like nhá. Game mình like hôm nay là game ao Win 79 nha mọi người. Áo game đây nha mọi người. Em chưa lấy chị ạ. Em bị mù à, link ghi ở dưới đấy còn gì nữa. Hello Minh Mẫn, hello Văn Trường, hello Bùi Bình, hello mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người để lại một chút comment với lại và chia sẻ giúp em nhá. Đây là giao diện của game Win 79 đấy nha mọi người. Cái code D hôm nay là code D toàn là code D50 cả. Thế nên là Chi sẽ để ở trên live cho mọi người luôn. Để mọi người để ý một xíu để nhận code D nhá. Xấu xấu á. Hello mọi người nha. Hôm nay em live game Win 79 nha mọi người. Hello Nhà Nhi, hello mọi người nha. Hello Thiện. Hello mọi người chia sẻ giúp em nhé. Đây là giao diện của game nha mọi người. Game hôm nay em like là game 79 nha mọi người. Win 79 nhá. Đây mọi người thấy giao diện của game không ạ?
Giao diện của game trong này có rất là nhiều game đặc sắc cho mọi người chơi luôn. Đây mọi người vuốt như thế này xuống giúp em nhé. Hôm nay em sẽ chỉ mọi người cách làm game rồi là rút tiền các thứ ở trong game này luôn. Mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Đây nhá mọi người có thể vuốt, đây em vuốt cho mọi người xem. Ở dưới này có rất là nhiều kiểu game như là bầu cua, bắn cá, tài xỉu. Đây là lô đề có luôn nha mọi người. Bài các thứ có luôn. Giờ giao diện rất là đẹp với lại là mọi người nhìn em vuốt không? Rất là mượt đúng không? Bây giờ mọi người chơi không lo bị giật lag gì đâu nhá. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký tài khoản đi. Đăng ký tài khoản thì mọi người sau khi mà mọi người ấn vào cái link ở dưới mà em ghim rồi ấy thì nó sẽ có ra. Tại vì là bây giờ là em hello mọi người nhá. Bây giờ em sẽ chỉ cách mọi người đăng ký tài khoản trước nhá. Tại vì là đây là em đăng ký tài khoản rồi, thế là nó đã vào tài khoản của em rồi, thế nên là mọi người ấn cái link ở dưới em ghim ý thì mọi người tải ở dưới đấy giúp em, xong rồi nó sẽ có ra một cái hình như thế này. Giờ đây là một cái đang nhập mất rồi. Nói chung là nó sẽ ra một cái để cho mọi người tạo tên này, xong rồi mọi người nhập mật khẩu thì mọi người chỉ cần làm theo kiểu dạng như là đăng ký tên xong rồi đăng ký mật khẩu là nó sẽ được nhá mọi người nhá. Xong mọi người ạ. Cái cốt D tí nữa em sẽ cho mọi người cốt D 50 ấy thì mọi người để ý để mọi người lấy cốt D đấy nhá. Thì cốt D 50 thì cốt D 50 của bên em thì nói chung là nó cũng có giới hạn thôi, thế là nên là bạn nào nhanh thì sẽ được nhá. Cái cốt D thì mọi người chắc là mọi người chơi nhiều game các thứ á, thì mọi người cũng biết là cốt D rồi đúng không? Nhưng mà em chỉ lại cho mọi người nhá. Thì mọi người ở trên này có góc màn hình á thì nó có chỗ để làm cốt D này mọi người. Thì mọi người tí nữa em sẽ để cốt D ở trên này. Thì mọi người chỉ cần nhập cái mã cốt D vào đây. Nhưng mà mọi người trước khi mọi người nhập cái cốt D này, mọi người phải kích hoạt số điện thoại giúp em đó nhá. Kích hoạt số điện thoại ở bên trang này nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, kích hoạt số điện thoại nhá. Của em đã kích hoạt số điện thoại rồi nên là nó sẽ hiện như thế này. Cốt D em cũng vừa mới làm luôn nên là mọi người không lo cốt D là cốt D kiểu dạng như là không làm được nhá mọi người nhá. Mọi người yên tâm là cốt D làm được nên là tí nữa em sẽ để ở trên live cho mọi người, nên là mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mọi người chia sẻ với lại comment giúp em. Mọi người để ý tí lấy cốt D nhá. Cốt D là cốt D bên em chỉ có cốt D 50 thôi chứ không có cốt D 20 như mọi lần em like đâu. Đây nha mọi người ơi, mọi người lạp cốt D các thứ vào đây, mọi người chi mà mọi người chơi lên nhiều thì mọi người có thể rút tiền được nhá. Game rút tiền được nha mọi người nhá. Game rút tiền được với là lạp tiền được nên là mọi người yên tâm nhá. Tí nữa em sẽ để cốt D ở trên này, xong rồi mọi người chú ý mọi người nhận cốt D giúp em nhá. Hello Văn Minh, hello Nguyễn Hùng, hello mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ comment giúp em để tí lấy cốt D nhá. Hello Trần Bảo, hello mọi người. Như bình thường mọi người thấy em like game là toàn màn hình ngang đúng không? Nhưng mà được cái là Win 79 là kiểu dạng như là game kiểu đặc biệt hay sao á, nó có màn hình rộng nha mọi người. Hello chị Linh. Ok tí nữa em để trên like cho. Hello mọi người nha, mọi người ơi, mọi người ấn vào link tải ở dưới giúp em để tải game về giúp em nhá. Game hôm nay em like là game Win 79 nha mọi người. Mọi người ơi, khi mà mọi người chơi game ở bên em ấy thì nó có rất là nhiều game đặc sắc cho mọi người chơi luôn. Ok tí nữa em ghim cho. Mọi người chơi game ở bên em ấy này, mọi người có thể thấy là có rất là nhiều game, như tí nữa em sẽ chơi thử cho mọi người, tài xỉu cho mọi người xem nhá. Thì cái này nó có kiểu dạng như là có rất là nhiều ưu đãi cực kỳ lớn luôn, kiểu như là nó sẽ có, với lại là có những ngày lễ các thứ là mọi người cũng hay kiểu dạng như là ở những ngày lễ các thứ là nó sẽ hay có sự kiện này kia. Khi mà mọi người chơi game Win 79 này ấy, thì mọi người chơi vào những cái dịp sự kiện thì mọi người mà kiểu dạng như là thắng á thì những cái giải thưởng phần lớn nói chung là rất là to ấy mọi người. Mọi người ơi, mọi người ấn ở link ở dưới để tải giúp em nhá.
Mọi người comment từ 1 đến 50 giúp em một tí nữa. Em thả code đều ở trong này không, một tí mọi người lấy nhá. Làm gì á. Mọi người ơi, game mình chơi đấy thì là cái vấn đề là rút tiền không như bên khác, nó không chậm đâu, nên là nó rất là nhanh. Thì nên là mọi người có thể kiểu dạng như là rút tiền qua tài khoản ngân hàng này, hoặc là thẻ cào, hoặc là ví điện tử các thứ này. Nó rút tiền rất là nhanh và lạp tiền vào cũng ok đó, nên là mọi người yên tâm nhá. Nếu mà ở game ấy có vấn đề lỗi gì thì mọi người cứ nhắn tin qua cho Chi nhá, xong rồi thì Chi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì Chi sẽ hướng dẫn cho mọi người, hoặc là mọi người có thể gọi theo cái số mà tí nữa Chi sẽ gửi riêng nhá, chứ không đọc ở trên live đâu. Mọi người yên tâm nhá, game có lỗi hay là một vấn đề gì thì Chi sẽ gửi cái số cho mọi người để mọi người gọi, để mọi người hỏi trực tiếp cũng được, hoặc là qua Chi cũng được. Hello mọi người nha. Sao không ai thấy ai nói gì ta? Buồn ấy. Hello mọi người. À mọi người ơi, game mình chơi đây Win 79 ấy. Thì Win 79 á thì sẽ có những cái đợt thông báo. Đây là kiểu mời chơi này. Mời chơi cùng á. Kiểu khi mà mọi người chơi mà cái gì ta đang định nói gì mà quên xíu rồi á. Khi mà mọi người chơi game thì khi mà mọi người chơi game Win 79 á thì mọi người sẽ kiểu dạng như là những cái thông báo kiểu dạng như là về tài xỉu, mà những cái có những cái sự kiện to lớn các thứ thì nó cũng sẽ thông báo về điện thoại cho mọi người á. Hello Lương Hoàng. Hello Đức. Hello mọi người chia sẻ giúp em nha. Đây là giao diện của game nha mọi người. Đây nha, thì bây giờ có bạn nào muốn lấy code D không? Mọi người muốn lấy code D thì mọi người comment giúp em nhá. Thì để em gửi code D nha mọi người. Hình như là em thấy mọi người chơi mời em chơi cũng nhiều lắm rồi á. Hello mọi người nha, mọi người chia sẻ với à like giúp em nha mọi người. Lên kéo đi Lương Hoàng ơi. Lên kéo. Hello mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ chơi thử giải sử cho mọi người xem nhá. Đây nha. Cái đoạn chat này mọi người không thích thì mọi người cũng có thể tắt đi được nhá. Đây nhá, em tắt đoạn chat đi nhá, tại vì để đây cho mọi người xem rõ này. Em sẽ chơi thử giải sử cho mọi người xem. Đây mọi người có để đây là sàn giải sử này. Thì em sẽ quay lại màn hình để em nhìn, xong rồi em sẽ cho mọi người xem này em đấy nhá. Cái này là cái ván này em sẽ thử đặt tài nhá mọi người nhá. Mọi người đợi giây nhá. Em đặt rồi á. Em đặt tài nhá mọi người nhá. Cái này là ôi đồ. À đây. Đây nhá, em chơi tài xỉu nhá mọi người nhá. Thì đây mọi người em đang đặt rồi, mọi người để ý cho em nhá, em đặt tài nhá. Ở đây còn rất là nhiều game như kiểu là bầu cua, bắn cá, rồi là bài, rồi là tài xỉu, nói chung là nhiều game lắm. Nhưng mà em thử chơi tài xỉu cho mọi người xem. 3 giây, 2 giây này. Không biết là nó về cái gì á. Ván này thua rồi á. Ván này về xỉu nha mọi người. Mắt mình bị kiểu bị ấy á, mình cứ phải bị nhìn vào cái dí vào màn hình nhưng mà. Hello mọi người. Hello Kim Nhi, hello ra, hello mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em nhá. Ván trước là thua nha mọi người nha. Ván trước là em đặt tài nó về xỉu. Nên là bạn này em sẽ đặt ngược lại nhá. Bạn này em sẽ đặt ngược lại hay là như nào? Hay là đặt tài ra. Thôi đặt tài đi mọi người.
Đây em đặt tài nhá. Cái này em đặt tài nha mọi người. Hello Thảo, hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em nha. Bao giây nữa nè. Hello mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mọi người chia sẻ giúp em, tí nữa em sẽ để code đi ở trên line, thì bạn nào tranh thủ lấy được thì lấy nhá, tại vì là code đi 50 ấy, nó rất là ít ấy. Lần này về tài nha mọi người nhá. Em đặt tài về tài nhá. Mọi người thấy không ạ? Và đây em về tài là có như là kiểu hòa luôn á. Hello mọi người. Em thấy có bạn nhắn tin cho em xin code D. Thì code D thì mọi người tí nữa mọi người sẽ lấy ở trên line này, hoặc là nếu mà còn thừa ra thì tí nữa em sẽ gửi riêng nhá, nếu mà còn thừa ra nhá. Bây giờ em sẽ để code D ở trên này nhá. Ôi thôi xong rồi. Chưa rồi, quên gửi code D qua đây rồi. Hay là tí nữa mọi người có thể chẳng hạn như là nhắn tin cho em để em gửi code D được không? Tại vì em không gửi qua đây, qua bên này để mà em lấy code D. Nếu mà bây giờ em out ra thì nó sẽ bị mất like mất. Đây là mọi người xíu nữa là nhắn tin cho em để lấy code D nhá. Code D 50 và đảm bảo với mọi người là sẽ kiểu dạng nên làm được nhá. Thì đây, thì em sẽ chỉ cho mọi người cách rút tiền với lạp tiền ở bên game Win 79 nha. Ở trong game 79 này có cả mini game nữa cơ đây. Mini game là cái hình ở bé bé này này. Đó. Đây nha, là rút tiền đây nha mọi người nhá. Mọi người đừng mời em mất, tại vì bây giờ em không chơi được đâu. Bây giờ xíu là em sẽ chơi cùng mọi người sau. Thì đây, bên đây là rút tiền này. Cái ô màu vàng ở đây là rút tiền này. Thì bây giờ nhá, đây là trong tài khoản của em bây giờ đang có 49.000 đúng không ạ? Thì bây giờ nếu mà em muốn rút kiểu banking thì em sẽ nhập số tài khoản vào đây, ngân hàng vào đây, các thứ vào đây. Đây, sẽ có số tài khoản ngân hàng, chủ ngân hàng, chi nhánh, các thứ đây. Mọi người, em sẽ để đây cho mọi người nhìn rõ nhá. Hello mọi người nha, mọi người chia sẻ với comment giúp em nhá. Đây thì là có ngân hàng, số tài khoản, các thứ, mọi người nhập số tiền vào đây, rồi ngân hàng, các thứ thì mọi người sẽ rút được thôi nhá. Bên này là rút kiểu dạng như là kiểu siêu tốc, thì mọi người cũng nhập chọn ngân hàng, rồi tên, rồi mật khẩu, các thứ, số tiền giao dịch bao nhiêu. Mọi người yên tâm nhá, mọi người yên tâm là mọi người rút tiền, các thứ ở bên em nó đều... Hello, chào đời Vũ, hello mọi người. Ở bên này mọi người yên tâm rút tiền an toàn nhé. Đây em sẽ đọc lưu ý cho mọi người xem này. Giao dịch. Mọi người đừng mời em chơi nữa được không? Tại vì giờ chưa chơi được á. Em đang đem giới thiệu mọi người tiếp nha. Thì có cái lưu ý là giao dịch tài khoản internet banking này sẽ là an toàn tuyệt đối luôn nha mọi người nhá. Đây em dơ gần này cho mọi người xem, tại vì là nếu mà dơ xa ra thì mọi người sẽ không thấy rõ được á. Thành tỷ phú nuôi ta nhưng mà đi chơi thì đéo gọi. Ảo rồi đó. Thì mọi người ấn là nó là cái giao dịch của cái rút banking các thứ tiền này cho mọi người á, thì nó rất là đơn giản luôn. Kích hoạt mọi người có thể là kiểu kích hoạt số điện thoại để được chăm sóc tốt hơn nha mọi người nhá. Đây là những cái gì mà lưu ý đây bên rút tiền này. Đây là em. Đây nha mọi người nha. Đây nha, banking này, siêu tốc này, mọi người có thể rút tiền ở đây. Xong cái này, thẻ cào nữa. Thẻ cào này mọi người nha. Thẻ cào thì có Viettel, Vinaphone này, Mobile, rồi Vietnam Mobile này mọi người đây. Hello, hello, hello. Hello bạn ơi đi ăn đi bạn. Ở nhà làm cái gì? Đơn giản mà. Đơn giản nhưng mà vẫn phải kiểu nói cho mọi người biết chứ. Hà ơi, bây giờ đang ở đâu ấy? Đây nha mọi người nha, đây mọi người rút thẻ bên thẻ cào, mọi người rút bao nhiêu tiền, bao nhiêu xu các thứ này, mệnh giá để quy đổi nha mọi người nhá. Mọi người lưu ý giúp em là nếu mà mọi người chọn sai mệnh giá mọi người rút á, thì là mọi người sẽ bị mất thẻ, nên mọi người để ý giúp em nha. Hello anh Đức Anh nha. Ở đây là ví điện tử nha mọi người ơi. Ví điện tử thì mọi người rút ở bên Momo này. Đây, ví điện tử đây, có mã QR cho mọi người luôn nhá. Thôi đi ăn đi. Đây nha mọi người nha, mọi người để ý giúp em nha. Có rút ở banking này, thẻ cào này, ví điện tử này. Rồi sẽ có những cái lưu ý á. Đây là rút tiền nha mọi người nhá. Còn bên lạp tiền thì cái ô màu xanh này nhá. Đây ô màu xanh này, bên này rút tiền này. Alo bên này, đây
Ôi thế chưa rồi. Thế thì sau đây mọi người nha, em với bên kia là bên lạp tiền nhá. Bên này là bên lạp tiền nha. Banking các thứ là thẻ cào, có lạp tiền. Nó cũng chả khác gì nhau là mấy đâu, nhưng mà kiểu em bị nói nhầm á. Bên này em giới thiệu cho mọi người là lạp tiền nhá. Còn bên rút tiền đây nha mọi người nhá. Rút tiền thì cũng có bên ngân hàng với cả thẻ cào nhá. Cũng có bên ngân hàng đây, mình cũng sẽ có nhập chọn ngân hàng rồi nhập cái số tiền mình muốn rút này, xong rồi số tiền người nhận xong các thứ. Mọi người lưu ý giúp em là cái vui lòng là rút cùng chủ số tài khoản là chính cái số tài khoản mọi người đang dùng luôn nhá. Đây vừa mình đi ngủ làm gì giờ này bạn. Bên thẻ cào thế nhá mọi người nhá, thẻ cào thì mọi người muốn quy đổi ra bao nhiêu thì mọi người sẽ chọn ở đây nhá. Nhưng mọi người lưu ý giúp em là nếu mà mọi người chọn sai mức quy đổi mọi người sẽ bị mất thẻ. Có thể rút ở Viettel, Vinaphone, Mobile các thứ đấy mọi người để ý nhá. Đấy là cái phần mà rút tiền với lạp tiền. Giao diện của game đây nha mọi người. Hello anh Quân. Giao diện của game đây nha mọi người ơi. Có rất là nhiều game ở dưới này luôn này. Này mọi người thấy giao diện đẹp không ạ? Tha hồ chơi luôn nha mọi người nha. Đặc biệt là trong game Win 79 này ấy, thì những cái sự kiện hay là những ngày cuối tuần này kia thì game hay tổ chức những cái vụ kiểu dạng như những cái sự kiện nó kiểu dạng như là có cái số quà nó lớn ấy hơn bình thường ấy. Nên là mọi người chơi game Win 79 nó rất là một cái lợi nha mọi người. Ở đây có mini game này, game bài, săn hũ này các thứ này mọi người. Đây này có cả sự kiện này, mọi người muốn xem sự kiện ở trên này cũng có sự kiện này. Đây. Sự kiện này ấy, sau khi mà mọi người tải game về nó sẽ thông báo các thứ cho mọi người ấn vào cái phần sự kiện để mọi người xem nhá. Trên này ghi code này, trên này cái món quà, cái hộp quà này là ghi code này. Tí lớp mọi người mà nhận code D của em ấy thì mọi người lấy code D của em xong nhập vào đây mọi người chơi nhá. Ra Hà Nội đi anh. Anh quay ra Hà Nội đi anh. Hello mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em, mọi người ấn vào link ở dưới comment tải game giúp em nhá. Mọi người ấn vào link ở dưới tải game giúp em nha mọi người. Mọi người ơi, tí lớp code D thì em quên mất là em chưa gửi qua bên link phụ của em ấy. Thì tí lớp mọi người lấy code D để mọi người nhắn tin qua cho em nhá. Em ở Hà Nội được nửa tháng rồi. Mọi người yên tâm là tí nó chi sẽ gửi code D nha. Mọi người yên tâm là code D dùng được nha, không phải code D bịt đâu. Game em like là game Win 79 nha. Đây game 79, Win 79 ạ. Mọi người ấn vào cái link ở dưới để tải game giúp em nhá. Vừa nãy em thấy có bạn nhắn tin qua cho em để xin code D rồi, nhưng mà hiện tại là em đang like nên là em chưa có check được, nên là xíu nữa em sẽ check nhá. Hello mọi người nha, mọi người ơi, mọi người chia sẻ với lại là comment giúp em nhá. Điêu có ở Mai xuống. Hello không nào, hello mọi người. Mọi người ơi, code D bên em thì nó gọi là nó cũng không phải nhiều lắm nên là mọi người tranh thủ nhá, mọi người tranh thủ like share tí nữa em sẽ check cái phần mọi người like share cho em ấy. Check phần like share mọi người tương tác như thế nào ấy thì tí nữa em sẽ check xong rồi em sẽ gửi code D nhá. Chứ có nhiều bạn mà kiểu không tương tác xong rồi này kia xong cũng muốn nhận code D thì em sẽ không để cái kiểu code D cho những bạn như thế đâu. Em sẽ ưu tiên những cái bạn nào kiểu tương tác xong rồi là like share bài các thứ cho em á. Hello mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em nha. Hello Tuấn Anh này.
Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Sao bây giờ nó bị like, nó lại bị nhảy lên story nhỉ? Áo ấy. Hello mọi người nha, mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em để nhận code DWIN79 nha mọi người. Tí nữa mọi người nhận code D thì mọi người sẽ nhắn tin qua cho em nhá. Tại vì là em quên mất là không gửi qua link phụ ấy. Hello mọi người chia sẻ giúp em ạ. Hello mọi người ơi, ấn vào link ở dưới để tải game giúp em nhé. Mọi người ấn vào link ở dưới để tải game Win79 giúp em nha. Hello Lê Hậu, hello Lăng Nguyễn, hello mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người tải game Win79 về chơi game với em nha mọi người. Bạn nào tải game ở link chính cái link game của em thôi nhá. Thì em sẽ để code D, với lại là nếu mà mọi người tải ở sang link khác là không có tải được game đâu ạ. Cái link game để tải là link em ghi ở dưới comment nhá mọi người. Ấn vào comment giúp em ở dưới em đã ghi nhá. Hello mọi người, hello Long Quân, hello mọi người ơi, các bạn nào muốn lấy code D thì mọi người comment giúp em nhé. Giao diện của game đây nha mọi người ơi. Giao diện của game Win79 đây nha mọi người. Trong đây có rất là nhiều game như game tài xỉu, bầu cua, bắn cá, bài rồi các thứ, nói chung là nhiều lắm. Vô số game luôn, nên là mọi người vô xuống dưới này để chơi nhá. Đây nha mọi người, bầu cua các thứ cũng có nhá. Sự kiện ở trong game Win79 rất là nhiều luôn. Mọi người chơi game này rất là nhiều cái để mà mọi người kiểu dạng nhá, để mọi người trải nghiệm, để mọi người coi như là thấy game này rất là ok á. Nè, mọi người đăng ký tài khoản thì nó dễ lắm. Mọi người đăng ký tài khoản chỉ kiểu như là nhập tên, xong rồi nhập mật khẩu là mọi người có tài khoản rồi. Đây là em lập tài khoản rồi, đây là tài khoản của em như thế này. Mọi người tí đó mọi người ghi code của em ấy thì mọi người sẽ phải kích hoạt số điện thoại nhá. Tí đó mọi người sẽ phải kích hoạt số điện thoại. Đây nha mọi người. Đây nha, em là em đã lập tài khoản rồi thì nó sẽ như thế này. Tí đó mọi người nhập cái ghi code của em thì mọi người nhớ là kích hoạt số điện thoại xong thì mọi người mới nhập được nhá. Đây nha mọi người. Mọi người nhìn rõ không ạ? Em dơ rồi mà cho mọi người nhìn rõ. Hello Bảo Long, hello Long Hồng, hello ai? Hello Lương Huy, hello Hoàng Văn Anh, hello mọi người nha. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Đó, đây là chữ ghi code nè. Chữ ghi code là hộp quà nè. Mọi người thấy không? Xong ở bên là sự kiện nha. Những cái sự kiện ở bên game ý, thì nó sẽ có hay gửi thông báo về trong điện thoại để mọi người không vào game mọi người quên á, thì cũng sẽ được thông báo từ ở trong game thông báo gửi về điện thoại của mình nhá.
Đây, nhiều game để cho mọi người tha hồ chơi luôn. Đây nha, em chơi tiếp tài xỉu cho mọi người nhá. Như cái ván này thì em sẽ vẫn đặt tài, em sẽ vẫn cược tài nha mọi người. Ôi sao không được ta. Ui. Đây, ấn mấy lần liền ạ. Em đặt tài ván này nha, mọi người đợi một xíu nhá. Giao diện game thì nói chung là mình thấy rất là đẹp. Với lại là mọi người xem em chơi từ nãy giờ, em vuốt màn hình cho mọi người xem, nó không hề bị lag, không hề bị có một vấn đề xíu gì luôn. Mà mọi người khi mọi người chơi game ý, nó có một sự cố hay một vấn đề gì, mọi người có thể nhắn tin cho em để em tư vấn cho mọi người cũng được. Hoặc là tí nữa em sẽ gửi số điện thoại ở bên của bên game á, thì mọi người có thể gọi trực tiếp cũng được nhá. Đây nha mọi người ơi, cái ván này là về xỉu nha mọi người nhá. Em đặt tài nhưng mà về xỉu nhá. Em đặt tài nhưng mà về xỉu nhá mọi người. Không sao, tí nữa mình sẽ làm lại. Đây cái đoạn chat này có thể tắt được này. Đó. Đây game tài xỉu nha. Mọi người thấy không? Em là này em sẽ vẫn đặt tài nhá. Chung thủy với tài luôn. Đây. Mọi người thấy qua đây nhìn giao diện rất là đẹp không? Em nhìn em còn mê nữa nè. Nè. Đây nha. Ui. 15 giây nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em để tí lấy code D nhá. Code D tí nữa em sẽ gửi qua. Đáng ra là phải ở trên live nhưng mà em kiểu đi làm vì nói chung là em cũng bận đấy. Xong rồi em quên mất là gửi qua cái link phụ của em để gửi code D, nên là tí mọi nào bạn nào mà nhận code D của em ấy thì nhắn tin qua giúp em nhá, không hiểu em quên á. Hello anh Duy Anh nhá. Đây nha mọi người ơi. Vừa nãy em cũng còn thấy bạn xin code D rồi nhưng mà bây giờ em chưa check được. Chưa check để mà gửi code D nên là em sẽ gửi sau nhá. Tí kết thúc live thì em sẽ gửi nhá. Tí mọi người nhớ nhắn tin cho em để lấy code nhá. Ơ vừa nãy là về tái hay về xỉu ta? Mà nói quên mất tiêu rồi. Không sao, mình chơi ván mới nha. Ván này em quên mất. Thôi em sẽ thử đặt xỉu ván này xem sao. Em sẽ thử cược xỉu xem sao nha. Đây nha mọi người, em đặt rồi nha. Hello mọi người chia sẻ giúp em nhá. Hello mọi người. Ván này về tài này. Ván này về tài này. Ván này thì em này đặt xỉu nhưng mà về tài này. Mọi người ơi, mọi người tải game thì mọi người ấn dưới link em ghi ở dưới comment giúp em nhá. Game hôm nay em like là Win 79 nhá mọi người. Game mới nha. Rồi, đầu tóc rồi, tóc trắng lắm rồi đấy, nhìn trông phèn. Trông cũng như kiểu ung thư luôn. Hello mọi người. Lâu lắm rồi mình không like mà không thấy ai nói chuyện mấy. Hello mọi người chia sẻ like, chia sẻ giúp em nhá. Để tí em gửi code D nha mọi người, code D 50 nha, không phải code D 20, 30 đâu. Hello anh Cường, hello mọi người.
Mọi người ơi, em giới thiệu tiếp cho mọi người cái cách mà rút tiền, lạp tiền lại nha. Lạp tiền ở bên này nè. Lạp tiền thì có lạp tiền ở banking và lạp tiền ở thẻ và ví ở điện tử á. Đây mọi người, đây em để gần này cho mọi người dễ nhìn nhá. Thì có thể là kiểu không thấy mặt em ấy, nhưng mà kiểu mọi người để mọi người dễ nhìn hơn ấy. Thì ở đây có số tài khoản và chủ tài khoản, mọi người chỉ cần nhập vào đây thôi, mọi người nhập số tiền mà mọi người muốn lạp nhá. Game lạp được và cũng rút được nha mọi người nhá, mọi người yên tâm nhá. Và rút tiền lạp tiền nó cũng rất là nhanh luôn. Có vấn đề gì về game các thứ là mọi người nhắn tin qua cho em nhá, thì em sẽ tư vấn. Làm gì đã được ăn anh? Đang bận đây này. Mọi người muốn làm, khi mà mọi người lạp tiền, mọi người rút tiền, mọi người đã phải đọc qua cái mấy cái phần lưu ý này giúp em nhé. Nhớ có vấn đề kiểu dạng như là bị mất đâu, kiểu dạng như cái số đây, ví dụ như ở bên thẻ cào đi, thì mọi người kiểu dạng như mọi người không đọc những cái lưu ý ở trong game đã nói trước ấy, mà mọi người ví dụ gặp ra sự cố như kiểu mọi người chọn sai mệnh giá đổi tiền thẻ thôi. Mà đấy, ví dụ như kiểu cái vặt đấy thôi mọi người làm sai ấy, thì mọi người sẽ bị mất cái số thẻ của mọi người luôn á, nên là mọi người phải lưu ý nha. Ở đây có thẻ điện tử này, ví nữa banking này mọi người. Đây, ở đây có mã QR để mọi người quét các thứ luôn. Đây là bên lạp tiền nha mọi người nhá. Còn bên rút tiền đây nha mọi người. Bên rút tiền đây, có ngân hàng cũng có thẻ cào để mọi người rút tiền luôn. Tùy mọi người rút thôi. Mọi người sẽ nhập số tài khoản mọi người vào đây, xâm nhập tên rồi nhập số tiền mọi người muốn rút này. Đây nha mọi người nha, mọi người lưu ý đọc cái lưu ý các thứ này giúp em nha. Bên thẻ cào đây cũng vậy. Đây nha, cũng có mệnh giá ở Vinaphone rồi Viettel rồi là nhiều vân vân vân. Đây nha mọi người. Đấy, mọi người lưu ý giúp em. Đây ở game cũng có những cái mini game. Đấy, những mini game từ game nè. Free game này, game bài này, sân hũ rồi có nhiều game khác lắm nhá. Tài xỉu, bầu cua, bắn cá đây mọi người, nhìn giao diện đẹp không? Đẹp đúng không? Đẹp kinh khủng luôn. Này mọi người nhìn này. Đây là mượt luôn nhá, không có bị lag không gì luôn nhá. Mặc dù máy em nó đã kiểu hết pin, bình thường những máy như này là rất là bị lag nhưng mà không. Vừa là mượt chơi và cũng rất là mượt luôn. Đây nha mọi người. Chỉ có giao diện bên nhà Win79 thì mới có giao diện dọc như thế này thôi nhá. Đây. Mọi người tải game về chơi thì mọi người tải ở dưới link em ghi ở dưới giúp em nhá. Tải ở dưới đấy giúp em. Thì mọi người tải xong ấy thì mọi người sẽ đăng ký tài khoản đơn giản lắm mọi người ạ. Mọi người có tài khoản thì mọi người đăng nhập cái tài khoản của mọi người vào, thì em sẽ gửi code cho mọi người qua tin nhắn, thì mọi người sẽ nhắn tin cho em xong em sẽ gửi code. Còn đăng ký tài khoản á thì mọi người chỉ có nhập tên của mọi người xong rồi nhập mật khẩu nó mới ra tài khoản thôi. Em vừa tải tài khoản xong, đây code em, cái code đúng rồi, cái code mà em vừa mới nhập xong đây. Code của game nhá. Đây là code của game nhá. Mọi người yên tâm nhá, không phải code bịp, không phải code gì đâu nhá. Mọi người yên tâm là sẽ dùng được là dùng được. Em cái này em đảm bảo luôn, tí nữa em sẽ gửi, nên là tí nữa mọi người xin code ấy mà có vấn đề thì mọi người nhắn tin qua cho em nhá. Mọi người ấn vào link ở dưới để tải game giúp em nhá. Game hôm nay em like là game Win79 nha mọi người. Win79 nha. Game hiện tại đang... Những cái sự kiện ở game các thứ là mọi người yên tâm là sẽ có kiểu là mọi người không, nhiều lúc mọi người bận hay là gì á mà mọi người không vào game để kiểu xem được, thì mọi người yên tâm là sẽ gửi thông báo các thứ về cho mọi người nhé. Và đặc biệt ý, mọi người biết là thường thường game hay có sự kiện đúng không, thì nó sẽ có những cái phần quà các thứ là rất là lớn đúng không. Đấy, game Win79 là kiểu game là kiểu game như gọi là có cái sự kiện các thứ là lớn, kiểu về phần tặng quà các thứ lắm. Thế là mọi người chơi thì mọi người tải về tí mọi người chơi với em nhá. Kiểu lâu ấy không like ấy, xong rồi kiểu mọi người bị quên mình hay sao ấy, kiểu không thấy tương tác mấy.
hello mọi người. Hello mọi người ơi, mọi người đi qua mọi người chia sẻ với like với comment giúp em nhá. Mọi người lưu ý tí là đợi đến cuối like thì nhắn tin cho em để em gửi code D nhá. Tại vì em bị quên, kiểu quên không gửi code D qua ấy, chứ mọi người yên tâm là code D sử dụng được nhá. Tí nữa bạn có bạn nhắn tin cho em xin code D rồi, nhưng mà hiện tại em đang like nên là em không check được. Nên là xíu like xong ấy nhớ nhắn tin lại cho em. Tại vì bình thường nhiều bạn xin code D lắm, nên là mọi người nhắn tin cho em nhá. Thì để em gửi code D qua tin nhắn nhá. Có vấn đề gì mọi người cứ hỏi em, hoặc là em sẽ gửi số ở bên game cho mọi người hỏi. Hello Phong, hello mọi người, hello Minh Thao, hello Dũng Trần, hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người like share, chia sẻ các thứ cho em nhá. Hello mọi người. Thôi mình màn bình tròn. Hello mọi người nha. Chị hôm nay like game Win 79 nhá. Nếu mà lấy code D để chơi thì tí nhắn tin qua cho chị nhá, chị gửi code cho. Code là code 50 nhá, không có code 20, 30 gì đâu á, toàn code 50 hết. Nhiều lắm, dài như này cơ. Code D nhiều lắm nên là mọi người tranh thủ nhá. Mọi người tranh thủ lấy code D nhá, tại vì là rất có nhiều bạn nhiều lúc mà em gửi kiểu dạng như là không đủ code D luôn ý. Không đủ code D để mà gửi luôn nên là mọi người tranh thủ nhá. Kiểu những bạn nào mà chịu khó tương tác thêm trong cái lúc mà em like ấy, thì nên là mọi người em sẽ để code D cho những bạn đấy là chủ yếu nhá. Còn những bạn nào mà không có tương tác mấy á, không có tương tác á, thì em sẽ nhường cái code D để cho những bạn là chịu tương tác. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Hello Trung Hiếu, hello Mạnh Cường, hello Ngọc Linh, hello mọi người nha, hello anh Lâm. Thấy hôm trước rủ đi kéo bia cái từ hôm đấy à, hôm đấy mình bảo mình bận mình không đi được cái đấy mất hút luôn, chưa đấy hẹn lại kéo nhá. Hello mọi người. Bận gì cơ? Chạy đi live á, bài tập cả. Kinh nhỉ. Bận như em ấy. Nhưng mà bận thì rảnh cuối tuần như này. Ai bận gì bận suốt đấy. Cuối tuần không thấy làm gì. Hello Nguyễn Tùng Dương, hello mọi người. Bạn nào muốn chơi game với em thì nhớ là ấn vào link ở dưới để tải game về chơi với em nha. Game Win 7. Em chắc học. À em học cũng một tuần một buổi à. Nhưng mà em cũng bận lắm, bài tập đã làm gì đâu anh. Hello Phúc Trần, hello Thủy Duyên, hello mọi người ạ. Mọi người like chia sẻ giúp em nha.
Hôm nay em like là lê game win 79 nha mọi người. Mọi người thấy background đằng sau em rất là đẹp không? Đẹp. Cái gì? Em mà chơi đồ. Cái gì ấy, nói gì ấy? Thề không biết chơi đồ gì luôn nên đừng có nói thế, mất quan điểm. Mọi người nhìn vào, mọi người lại bảo chết. Mình có biết gì đâu. Hello mọi người. Mọi người ơi, còn một xíu thời gian nữa thì em lại kết thúc live. Thì nên là mọi người tranh thủ, mọi người tương tác với em nhá. Mọi người tranh thủ tương tác với em. Thề không có chơi mấy cái đấy nhá. Đừng có nói thế, không chơi mấy cái đấy đâu. Mọi người ơi, còn một xíu nữa thì em lại kết thúc live. Nên là thời gian mình nói chuyện với nhau để kiểu như tìm hiểu về game nó rất là ít. Thế nên là mọi người muốn hỏi cái gì về vấn đề game win 79, mọi người hỏi em luôn nhá. Hoặc là có thể nhắn tin cho em được, nhưng mà nhắn tin thì em sẽ hay kiểu ít kiểu dạng như là ít ngồi lại để kiểu giải đáp thắc mắc cho mọi người lắm. Tại vì em cũng bận á. Thế là bạn nào mà kiểu muốn hỏi gì về game ở trên đây thì mọi người sẽ hỏi luôn em nhá. Thì sẵn đây em sẽ kiểu dạng như là em sẽ nói luôn cho mọi người nè. Thôi biết em ngoài đời như nào, ngoài đời rồi, nhưng mà trên live hôm nay nhìn nó hơi bách bát một xíu nên thôi đừng nói chụp. Mọi người ơi, đây là giao diện của game nhá. Em sẽ giao lên cho mọi người xem giao diện của game nhá. Đây là giao diện của game Win79 đây nha mọi người. Mọi người có thể thấy nó rất là mượt và nhìn cấu hình nó rất là đẹp đúng không? Một cấu hình này trong game Win79 rất là kiểu. Thôi mà. À thế. Mọi người nhìn thấy giao diện của game nói chung là rất là đẹp, rất là mượt. Và nhìn mọi người nhìn này, nó không bị lag gì luôn mà máy nó sắp hết pin rồi nhá. Trong game mọi người lập tài khoản ấy, trong game Win79 nó rất là dễ luôn. Mọi người chỉ cần nhập tên với là nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu là mọi người đã có tài khoản rồi. Còn tiền ở trong game mọi người chưa có tiền để làm vào chơi ấy, thì mọi người nhắn tin qua cho em nhá. Nhắn tin qua cho em thì em sẽ gửi cho mọi người code D nhá. Em sẽ gửi cho mọi người code D để mọi người chơi. Em sẽ giao gần để gần này cho mọi người nhìn rõ, tại vì là ảnh xấu lắm. Em sẽ để gần này nhá, thì không thấy mặt của em, nhưng mà em sẽ để gần này cho mọi người nhìn thấy rõ được cái giao diện của game, với là nói cho mọi người dễ nhìn ra, mọi người dễ hình dung nhá. Thì đây là cái tài khoản mà em đã tạo rồi, thì nó sẽ như thế này. Mọi người nhập code D của em ấy, tí nữa mọi người phải lưu ý là mọi người phải kích hoạt số điện thoại thì mọi người mới nhận được code D. Thế nên mọi người vào đây để kích hoạt số điện thoại nhá. Tại vì em kích hoạt rồi nên là nó sẽ bị mất cái phần kích hoạt đi. Thế nên tí mọi người sẽ vào đây để mọi người kích hoạt cái số điện thoại, xong mọi người sẽ nhập cái code D của em vào. Code D của bên em ấy chỉ có code D 50k đổ đi 50k thôi, chứ không có code D 20 gì đâu nha. Nên là mọi người phải tranh thủ nhá, không nhiều bạn khác là thích mấy cái code D đấy, nên là mọi người tranh thủ á. Rút được tiền nha, rút được tiền vào thật. Đây là tài khoản nhá. Đây cái phần rút tiền, lạp tiền đi. Em sẽ nó lại mấy lần cho mọi người để mọi người biết. Mọi người có thể là nhiều bạn mới vào mà chưa biết ấy. Thì đây nhá, đây là phần nạp tiền đây. Nạp tiền thì có ở banking này, thẻ cào, ví điện tử này. Nhưng mọi người phải để ý giúp em là đọc những cái phần lưu ý ở dưới, đọc sơ qua nhá. Tại vì nếu không thì mọi người làm sai hay là mọi người nhớ ấn gì đó ấy, thì nó sẽ bị sao đó ấy, thì kiểu sẽ bị thiệt mình thôi. Thế nên mọi người lưu ý, đọc những cái phần lưu ý này qua giúp em nhá. Thì nó có kiểu banking thì bên tài khoản ngân hàng mọi người cho vào tài khoản ngân hàng mọi người dùng này, chính kiểu số tài khoản mọi người dùng luôn nhá, không phải số tài khoản của ai nhá. Thì nhập số vào đây giúp em nhá.
cái bên thẻ cào thì mọi người lưu ý giúp em là mọi người chọn sai mệnh giá là mọi người sẽ bị mất cái thẻ đấy. Thế là mọi người có thể ở cái thẻ cào này mọi người nhập ở ví Viettel rồi kiểu Vinaphone các thứ đây, mọi người nhìn vào đây này. Ở ví điện tử cũng vậy nha, ví điện tử có cả mã QR cho mọi người quen nhỉ. Ví điện tử là Momo nha mọi người. Đây QR đây nha. Đây đến phần rút tiền. Phần rút tiền đây. Ok để chồng em chơi. Ok được rồi, tí đây gửi code đây cho. Nhưng mà phải tải game đã, tải game ở link ở dưới nhá. Tải game Win79 link ở dưới, ghim ở dưới comment nhá. Win79 nha mọi người. Win game Win79 ở dưới comment nha. Đây nha mọi người ơi. Thì đây là rút tiền ở ngân hàng đây. Rút tiền ngân hàng mọi người chọn số tài khoản mọi người vào đây. Chính cái số tài khoản mọi người chơi, mọi người chơi để mọi người rút luôn. Cái số tiền bao nhiêu mọi người sẽ vào đây. Thẻ cào. Đây thẻ cào có Viettel, Vinaphone, mobile rồi các kiểu. Đây thẻ cào đây mọi người. Chọn cái sổng xu ở đây để mọi người quy đổi nhá. Ok, tải cho em nhá. Tải cho em tí em gửi code cho chơi. Code bên em là code 50 thôi. Đây phần rút tiền nha mọi người nhá. Mọi người chơi được, mọi người rút tiền được nha, mọi người yên tâm. Cái phần rút tiền rất là nhanh. Phần rút tiền ở bên mình rất là nhanh luôn. Với lại là những cái phần game Win79 này có sự kiện nhá. Một khi mà có sự kiện thì mọi người phải biết là những cái phần quà nó được kiểu dạng như là nó được thưởng rất là cao ấy. Cái được thưởng rất là cao ấy nên mọi người chơi biết điều chứ, còn em nói thì mọi người sao tin được đúng không? Hay là mọi người chơi. Sắp tới đây là có 20 tháng 10 này, sắp tới game cũng sẽ có sự kiện này kia nên là mọi người tranh thủ chơi lúc này, tại vì đang có code D của em nữa thì là mọi người tranh thủ chơi nhá. Game thì có rất nhiều game luôn nha mọi người, game tài xỉu, bầu cua, bắn cá vân vân nhiều lắm. Em đang giới thiệu game Win79 cho mọi người. Anh muốn chơi đúng không? Anh muốn chơi thì anh phải ấn vào cái link ở dưới giúp em. Xong rồi thì em sẽ gửi code D cho anh chơi. Gửi code D cho anh chơi. Mọi người ơi, khi mà mọi người chơi game bên mình ấy mà có một vấn đề sự cố gì ấy, thì mọi người có thể nhắn tin qua cho mình hoặc để mình giúp mọi người, hoặc là mọi người em sẽ gửi cho mọi người một cái số điện thoại ấy, mọi người gọi vào đấy để mọi người được tư vấn nhá. Nhưng không, ngoài những cái sự kiện ở trong game để mà kiểu dạng như là có những cái sự kiện quá các thứ cao ấy, thì không phải là những ngày lúc kiểu dạng như sự kiện mới có đâu, mà những cái ngày cuối tuần thì mọi người cũng có xe ấy nhá, cũng sẽ có nhá. Chơi em rồi ơi, ai nói thế nhở? Mọi người ơi, còn một ít phút nữa thì em sẽ kết thúc live nên là mọi người tranh thủ nhá. Ủa, tối luôn màn hình ạ. Mọi người tranh thủ nha, còn mấy phút nữa thôi em sẽ kết thúc live á. Sao lại cáu? Cáu cái gì sao lại cáu? Ê, để mớ tóc này nhìn trong này nhìn như kiểu bán giá. Hello mọi người nha, mọi người chia tranh thủ chia sẻ tương tác giúp em nhá. Tại vì em sẽ kết thúc live rồi, thế nên là tí em sẽ ra check gửi code cho mọi người yên tâm nhá. Sau đây mọi người là kiểu đã là phải gửi code trên live, nhưng mà kiểu em bận xong rồi em cũng bị quên ấy. Thôi mà đừng chủ chôn nhau nữa. Kiểu em bị quên ấy, thế nên kiểu em đi làm đi học cũng quên, thế nên là tí nữa mọi người có gì nhắn tin qua cho em gửi bù nhá. Mọi người yên tâm.
Không, xinh đâu, đừng có nói thế. Em đã thấy tàn trúng chôn người ta. Mọi người thấy background đằng sau mình có đẹp không? Đẹp. Hello mọi người nha. Anh chụp dìm như đòn ai, chụp dìm nhìn xấu như ma. Mọi người nhớ ấn link tải ở dưới giúp em nhé. Link tải Win 79 giúp em nhé. Cho hôm nào cho xin con ảnh góc đấy đi. Thế thì hơi khó, lúc đấy làm gì còn cái gì nữa đâu mà chụp. Mọi người ơi, còn mấy phút nữa là em xuống live rồi. Thì đây là mọi người tranh thủ, mọi người tải link game giúp em nha. Tải link game Win 79 giúp em nha. Lâu rồi không chạy job rồi á. Lên lâu rồi không gặp mọi người. Xong mọi người cũng bị quên mình luôn. Ờ thích màu hồng, ở phòng em cái gì màu hồng ấy mà. Ở phòng em nhìn thì biết rồi á. Nhìn này là biết rồi á. Cái gì màu hồng à. Sau có tiền mua nhà khéo đặt màu hồng. Hello Trung Phúc, hello Hành Long, hello mọi người, hello Minh Tiến. Mọi người tranh thủ về cuối này thì em chủ yếu là cần mọi người tải game giúp em thôi nhá. Còn tí nữa cô đê thì em sẽ gửi. Hello Nguyễn, hello mọi người. Mọi người like chia sẻ giúp em nha. Gì hợp nhau á? Hợp nhau thì khéo nói thế, em khéo hợp nhiều người lắm. Mọi người tranh thủ tải game về giúp em nha mọi người. Hello, hello mọi người. Mọi người ơi, em chuẩn bị xuống live đây mọi người. Đây là mọi người có gì mà cần em tư vấn về game thì mọi người nhắn tin qua em nhé. Bây giờ những bạn nào lấy cốt D thì nhắn tin qua cho em nhé. Tại vì em quên hôm nay là không gửi qua cô D qua tin nhắn ở link phụ ấy, thế nên là bây giờ không thể nào gửi trên like được. Thế nên là bạn nào lấy cô D thì nhắn cô link qua cho em nhá, để em gửi cô D cho mọi người chơi. Còn link tải thì mọi người ấn vào link ở đây giúp em. Còn nếu mà kết thúc live mọi người không ấn vào link được thì em tí em sẽ ghi ở ngoài cho mọi người để mọi người tải nhá. Mọi người có thắc mắc gì về game thì mọi người cứ nhắn tin qua cho em nhá. Còn game thì chơi cực kỳ uy tín và rút lạp, nói chung là cũng nhanh ấy. Nên có gì thắc mắc thì mọi người cứ nhắn tin qua cho em. Code D thì mọi người nhắn tin thì em gửi nhá. Chứ bây giờ không mấy được trên live ấy. Tại vì bây giờ em phải kết thúc live rồi. Thế nên là có gì mọi người nhắn tin qua cho em nhá.